Ngày 12 tháng 11, trong show Chiến sư học tình yêu, nữ ca sĩ Kim Sa đã khiến các đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi xuất hiện cùng bạn trai Tôn Thừa Tiêu, người kém cô tới 19 tuổi. Điều này không chỉ gây tranh cãi về sự chênh lệch độ tuổi mà còn khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên bởi cách Tôn Thừa Tiêu thể hiện mình. Tôn Thừa Tiêu, sinh năm 2000 và mới tốt nghiệp khoa diễn xuất của một trường nghệ thuật, đã bắt đầu bước chân vào làng giải trí. Họ gặp nhau trong một buổi tiệc do một chủ biên tạp chí tổ chức. Mối quan hệ của họ thể hiện qua sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ Tôn Thừa Tiêu, người đã nấu hơn 100 bữa ăn trong suốt 53 ngày để chăm sóc bạn gái Kim Sa. Mặc dù có sự chênh lệch độ tuổi lớn, Kim Sa tỏ ra hạnh phúc với mối quan hệ của họ và đã giới thiệu bạn trai với đồng nghiệp trong show. Tuy nhiên, một số người cho rằng Kim Sa thường xuyên thể hiện sự quan tâm quá mức, hầu như một người mẹ đối với bạn trai mình. Nhiều người, trong đó có diễn viên Chu Đan, đã nhận xét rằng Kim Sa đôi khi giống như một người bảo mẫu, quan tâm và chăm sóc mọi vấn đề xã hội liên quan đến bạn trai. Mối quan hệ cách nhau 19 tuổi của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu đã khiến nhiều người tranh cãi. Ngoài ra, sự ngây thơ, non nớt và ngốc nghếch của Tôn Thừa Tiêu trong nhiều tình huống cũng là điểm đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ. Dù theo học ngành biểu diễn nghệ thuật, anh thường thể hiện sự sợ hãi trước ống kính và diễn giả đến mức khiến mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Một điểm đáng chú ý khác là Tôn Thừa Tiêu thường thiếu tinh tế khi nói về tuổi tác của bạn gái. Anh đã từng nói, "Xin chào mọi người, đây là bạn gái tôi Kim Sa, 43 tuổi. Năm cô ấy nổi tiếng, tôi mới chào đời." Điều này đã khiến nhiều người bật cười và thấy thú vị về mối quan hệ của họ. Tuy có sự chênh lệch độ tuổi và những khác biệt trong cách thể hiện bản thân, mối quan hệ giữa Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả và công chúng trong làng giải trí. Sao thông tin được cung cấp bởi QQ, sao?